Trước mắt chúng ta đang là mã Dell Latitude E6530, một mã laptop chưa bao giờ hết hot tại laptop TCC. Vừa về được khoảng 10 chiếc thôi, các bạn qua xem nhé. Mã này thì nó là Core i5 hoặc Core i7 thế hệ thứ 3, RAM 4GB ổ 320, màn hình 15.6, có độ phân giải là HD, HD cộng và Full HD. Dòng này các bạn chọn thì là đều được về vẽ đồ họa là nhiều, bởi vì nó tích hợp hai các hình, một các hình on HD Graphics 4000 và các rời là NVS 5002. Mã này có thể vẽ đồ họa ngon lành trong tầm giá rất là rẻ. Màn thường của nó cũng chỉ là 6,6 triệu, còn màn HD cộng là 6,9, màn full hơn 7 triệu, màn full là 7,1 triệu. Con này diện siêu cho bò đấy, nặng 2,8 cân, màn 15.6.